Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Về tuần vừa rồi thì em Lợi cũng có bán hai chiếc Toyota Hilux màu trắng và màu bạc. Đấy, xe cuối tuần thì em lại tiếp tục về một cái chiếc Hilux màu đen đây. Đây là cái chiếc 2018 số tự động, 2 cầu, máy dầu. Đấy, hôm nay là chủ nhật nhưng mà bên em Lợi vẫn mở cửa hàng phục vụ quý khách. Đấy, đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe nhé. Xe được trang bị đèn pha Michelin, đèn LED ban ngày. Xe đăng ký biển 27C05854. Đấy, tất cả xe thì cũng được bác chủ thay một ràn lốp mới rồi. Xe thì lắp thêm màn hình này, thanh thể thao. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan nhé. Và với cái chiếc xe Hilux đời 2018 số tự động 2 cầu này, bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 60-70% giá trị của xe. Đấy, toàn bộ ngoại thất bên ngoài thì em sẽ quay sơ bộ cho quý anh chị xem này. Từ đèn pha, đèn hậu của chiếc xe đều rất là đẹp nhé. Cản sau này, camera lùi này. Đấy, và phần khung gầm của chiếc xe đây, quý anh chị có thể nhìn thấy lốp sơ cua này, còn rất là dày nhá. Phần gầm ở phía trước của chiếc xe này nó không có bị mục mọt gì, khung gầm thì đánh giá là khá là mới, không có bị đâm xô cắt nối và cũng không mục mọt. Về thương hiệu của Toyota Hilux thì quý anh chị biết rồi, riêng Hilux thì đồ chơi nó không có nhiều như hàng Ford, nhưng mà thị trường nó rất là hiếm và cộng với lại giá thành của chiếc Hilux thì giữ giá rất là bền, mặc đồ đạc và phụ tùng thay thế thì hợp lý trên mọi miền tổ quốc. Cộng với lại chiếc Hilux thì độ bền của máy, khung gầm thì em thấy là độ bền nó là đứng đầu trong các dòng bán tải. Ăn chắc mặc bền đây. Đây, từ kính đèn của chiếc xe này rất chi là zin xịn sò, gương gập điện xin nhan trên gương, khóa thông minh smart key, thêm khóa vân tay. Đấy, tất cả các cái phần lốp này đều zin la răng phay. Mặt ca lăng đèn bi đến 3 đờ sốc dày dặn và vuông thành sắc cạnh nhé. Với cái tầm tiền là 695 triệu thôi quý anh chị ạ. Bên em đang công khai bán là 695 triệu. Có thương lượng, có bớt cho anh chị em nào nhiệt tình tại cửa hàng nhé. Từ bậc lên xuống này, lốp lap rất là dày. Sắt xi đầu trước này. Khung gầm này, xe vừa lấy về và quay mộc luôn cho quý anh chị nhé. Sau 2 hôm này em Lợi sẽ đầu tư đánh bóng này, dọn điểm xước sát cộng với lại vệ sinh khoang máy gầm cho quý anh chị xem toàn bộ các cái phần này. Đây, số khung của chiếc xe này, đấy, rất là đẹp nhé. Toàn bộ các cái phần này, bên ngoài, bên trong của chiếc xe em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị nhé. Là toàn bộ nội thất bên trong của chiếc xe này. Nội thất bên trong thì được trang bị nội thất ghế da. Đấy, khá là đẹp này. Toàn bộ nối da, ghế da màu đen này. Trần được bọc ni lông rồi. Và đây, toàn bộ tắp ly cánh cửa này. Sùng chỉ là zin hết nhé. Đấy, bậc cột kèo lên xuống trải sàn da. Đấy, toàn bộ các cái phần sùng chỉ đây. Đấy, tắp ly này. Bậc này. Cột của chiếc xe đây. Zin hết nhé. Nội thất ghế phía trước này. Cực kỳ đẹp đây quý anh chị này. Vô lăng bóng khí là nguyên bản này, tắp ly tay nắm cánh cửa là nguyên zin này. Đây. Và màn hình này, thêm hộp số tự động này, núm cài cầu điện này, đề nổ start stop này. Vô lăng khâu da nguyên thủy từ đầu. Cam hành trình này. Đây. Một cái chiếc xe mang thương hiệu Toyota Hilux sản xuất năm 2018 số tự động 2 cầu, máy dầu. Đi cực kỳ tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Đây, các cái mép gioăng này đều zin hết nhá. Cột kèo trần phào này đều nguyên bản nhá. Tắp ly cánh cửa này sùng chỉ zin. Kính đều được dán phím cách nhiệt hết rồi. Đây, toàn bộ sàn của chiếc xe này, sàn thùng không chở hàng nặng này, thanh thể thao này. Đấy, ốc đèn hậu phía sau này đều nguyên zin. Toàn bộ các phần ốc này,
chỉ cốp sau này. Với cái chiếc xe Toyota Hilux thì bên em Lợi cũng có hỗ trợ vay trả góp ngân hàng cho quý anh chị nào mà có nhu cầu vay qua ngân hàng lên đến 6-70% giá trị của xe nhé. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Các bác nào mà có nhu cầu bán xe lên đời xe, alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Đây là toàn bộ cột kèo, trần phào bên lái của chiếc xe. Đấy. Tất cả các cái đường sùng chỉ này. Đấy. Kính đều của hãng Toyota này. Thêm móc khóa này. Điện này. Đều đầy đủ hết. Bậc lên xuống trải sàn ra. Năm sản xuất của chiếc xe là 2018 đây nhé quý chị ơi. Để em lấy nét lại cho nó chuẩn đấy. Toàn bộ 2018 nhé. Cột kèo này. Đến gioăng cách âm này. Mép gioăng cách này nó cực căng. Mép ghế cực kỳ đẹp. Vô lăng của chiếc xe này. Xe trang bị chìa khóa thông minh đầy nổ start top này. Trần của chiếc xe nó khá là đẹp này. Ghế lái chỉnh điện nhá, phiên bản đủ này. Trang bị ghế lái chỉnh điện. Đây là cái khoang động cơ của chiếc xe nhá. Toàn bộ động cơ thì em Lợi vừa mới lấy về rồi. Chưa dọn gì đâu, còn cả bám nguyên một lớp bụi này. Toàn bộ các cái đầu ốc, đầu máy còn nguyên zin hết này. Đấy. Và két nước nguyên bản này. Rằng, ốc, đèn rằng đấy, đều rất là đẹp nhé. Có bô của xạ của chiếc xe nó còn khá là sáng này. Và mới nhé đấy. Toàn bộ các cái phần máy này đấy, rất là đẹp. Sau đây em Lợi sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Và đây là cái tiếng động cơ đang hoạt động nhé. Đấy, động cơ máy nó bảo thôi, nhưng sau 2 hôm là em Lợi sẽ có gọn lại vệ sinh nhé. Vừa rồi em Lợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý chị các bạn một cái chiếc xe mang thương hiệu Toyota sản xuất năm 2018, số tự động 2 cầu, máy dầu. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Em Lợi xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.